Hiện tại Tơ Quy Đại Lộc tôi đang có mặt tại nơi lăng bạc của chính và trước mặt tôi. Đấy. Thì tôi đang đứng trước mặt nơi lăng mộ của chính và để tiếp tục trả lời tại nơi lăng mộ thì ai lập đây để mời trả lời của chính và các chị ở đây thì để cho về tiền tài 24 đấy. Và ngày hôm nay tiếp tục trả lời. Rồi thì tiếp tục một ngày mới nơi này và để tiếp tục thì tôi sẽ lên hương và để mà tài lại. Rồi thì một ngày mới này thì hôm nay cũng có bánh cũng có trái cây để mà tài lại thì đây cũng tự mua để mà tài lại thôi. Rồi thì một ngày mới nơi này này đầy sự linh thiêng tiền tài và buổi trưa này ngày hôm nay thì các chị ở đây cũng như cô chính phù hộ độ trì thì hôm nay có trái cây để mà tạ lại. Rồi thì quý vị xem ai cho đăng ký kênh nhấp vào cho đăng ký để theo dõi và cũng như có lọc để mà tôi là cái gì và cô chín để phù hộ độ trì tiếp theo. Và ngày hôm nay điều gì sẽ đem đến và trứng gà này sẽ đứng lên như thế nào của một ngày mới nơi lăng mộ của chính này và phù hộ độ trì tiền tài vừa phù hộ độ trì mọi sự bình an tài lộc may mắn tất cả mọi việc. Thì đây cũng có giấy tờ này đấy tiền y dạng bạc. Thì quý vị xem chia sẻ và Facebook và để tiếp tục tôi sẽ lên hương tiếp theo và một ngày mới nơi làm bài của chính này ngày mời rồi thì tôi sẽ ngắt một bông hoa.
Rồi, thì nơi này đời sự vắng vẻ và cũng như nơi này rất bụi. Gió đang hất 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 vào, cứ hất vào trong này. Thì tôi đã đặt đồ và tôi sẽ lên hương tiếp theo tại nơi làm bài của chính này để mà cũng như khấn vái thành công, tốt đẹp, may mắn. Vừa tử vi 12 cùng giáp cũng như ngày hôm nay thì cô chính và các chị đây sẽ phù hộ như thế nào? Đó. Rồi, thì tôi sẽ lên hương luôn. Thì ngày qua đã cho về 24 này, qua được rỡ tiền tài. Và tôi sẽ tiếp tục như lên hương và khấn vái thành công. Và điều gì sẽ xảy ra cũng như tại nơi lăng mẹ của chính và cách chơi gì ở đây sẽ phù hợp như thế nào. Rồi, thì tôi sẽ cắm mỗi chỗ mỗi cây tiếp tục. Thì tôi cũng đã đặt đồ đã xong rồi và tôi sẽ khấn vái cũng như tạ lễ và tiếp theo. Thì Nam Mô Phật, ngày hôm nay thì tôi đang có chút trái cây tiền vàng bạc này để tạ lễ các chị vị đất đai duyên thành bằng bổn sứ bạch mã thái giám hoàng trần quốc lý thượng trướng đất đai quyền trưng đạo lộ. Thì tại nơi rừng núi nơi lăng bạc của chính này các chị vị cô chính phù hộ độ trì mọi sự thành công tốt đẹp, tiền tài được rỡ, may mắn, mọi việc được thành công tốt đẹp, tiền tài đấy, bình an. Thì ở đây cô chính hiển linh để mà cũng như trứng gà này sẽ đứng lên thành hiện thực, cũng như trứng này sẽ đứng sẽ thành hiện thực ngày hôm nay đó. Nam mô Phật. Và điều gì sẽ đem đến đây? Đấy. Rồi, thì tôi cũng đã lên hương rồi. Để tiếp tục tôi sẽ xin kêu tiếp theo. Và cũng như trứng này sẽ đứng lên nơi lăng mộ của chính này để sẽ thành hiện thực, cũng như đem đến may mắn, tiền tài, thành công, mọi sự. Và sự ngẫu nhiên ngày hôm nay, đây là ngẫu nhiên, trứng này sẽ đứng lên là tới lúc nào sẽ thành hiện thực. Mời. Mười một. Mười hai.
13. Mười bốn. Mười lăm. Gió bắt đầu hắt vào. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Hai mươi tư. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Hai mươi tám. Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi mốt. Ba mươi hai. Ba mươi ba. Ba mươi bốn. Ba mươi lăm. Vẫn chưa đứng. Ba mươi sáu. Ba mươi bảy. Ba mươi tám. Rồi, thì đứng đã đứng 38 rồi. Đây, thì tới lúc này đã đứng, đã thành hiện thực và cho dự đứng thành công. Thì 38 ngày hôm nay, buổi trưa này, 38, 83. Đấy, 38 và 83 thì ở đây. Thì lập mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cô chính phù hộ đổ trì mỗi sự thành công. Tốt đẹp, tiền tài rực rỡ, 38, 83 ở đây. Thì cô chính cũng chứng giám tất cả mọi việc ở đây vô phù hộ đồ trì thành công tốt đẹp. Thì cầu lọc để mà tờ lại cổ chính này và các chị ở đây. Đây, và đã cho dự đứng tiếng gà này cũng như xin kèo thành công ngon điện cây này. Đấy,
thì tôi sẽ đốt tín hiệu bạc này. Rồi thì ngày hôm nay cũng đã chúng ta đứng thành công tốt đẹp tiền tài. Mỗi sự thành công tốt đẹp tiền tài rực rỡ thì cô chính phù hộ đổ tri thành công ngày hôm nay. Thì có lọc đêm mà ta là cụ chính tại này đó. Chúng ta đứng 38 83 ở đây. Thì tôi sẽ tắt đèn này.